Lần đầu tiên ông Tập Cận Bình xuất ngoại và cũng trong cái sự kiện này ông Tập Cận Bình có cơ hội gặp ông Putin. Anh thấy gì từ sự kiện này thưa anh? Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Vâng, thưa anh, đây là cái cuộc gặp gỡ mà thế giới mong đợi, họ đã trông chờ ít nhất là một tuần vừa qua. Khi mà ngày hôm qua ông Putin gặp ông Tập Cận Bình ở tại Uzbekistan. Thì anh biết là khi mà gặp đó là nó liên quan chỉ một vấn đề thôi, đó là vấn đề Ukraine. Anh biết sau khi mà Nga xâm lăng Ukraine thì Trung Quốc không phản đối và Trung Quốc thậm chí còn giúp về mặt kinh tế nữa. Nhưng mà kỳ này đó thì người ta thấy là như thế này, ông Putin lên đường Quốc hội bị một cái bất lợi là bên ông vừa bị mất thành phố Izum ở bên phía đông của Ukraine, ta nằm phía nam thành phố Kharkov ấy. Đó, cái thành phố là thành phố quan trọng bởi nằm ngay cái điểm mà tiếp giáp giữa bên Ukraine và bên vùng Donbass. Vùng Donbass thì lâu nay đã do cái nhóm mà Ukraine thân Nga kiểm soát rồi. Thế thì bây giờ ông Putin đi phó hội trong cái tư thế đó thì không có ngon. Trong khi ông Tập Cận Bình đó thì là hơn 2 năm bị Covid-19 bây giờ mới đi. Thành ra ông Tập Cận Bình đó người ta nghĩ là sẽ giúp ông Putin. Nhưng mà bây giờ ta thừa coi lại trong những ngày qua đó thì mới chỉ có những cái dự án mà nói miệng thôi. Ví dụ Nga sẽ lên đường ống dẫn khí đốt từ bên Nga qua bên Trung Quốc, không biết bao giờ mới làm. Và ông Putin thì có nói với báo giới là ông hiểu cái chuyện ông Tập Cận Bình quan tâm về cuộc chiến bên Ukraine đó. Và ông Tập Cận Bình cũng chỉ trích Mỹ trong vấn đề Đài Loan. Thành ra Putin nhận xét đó là một sự cân bằng. Nhưng mà người ta để ý, người ta thấy đó là Trung Quốc đó là bắt đầu cũng bị kẹt. Bởi vì lâu nay Trung Quốc dù không công khai ủng hộ Nga nhưng mà rõ ràng có giúp đỡ Nga. Thì khi Nga mà xâm lăng Ukraine mà nó làm hỏng cái bộ mặt của Trung Quốc. Bởi vì các nhà ngoại giao Trung Quốc lâu nay đi đâu nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ. Thấy không? Lãnh thổ và lãnh thổ. Thậm chí Trung Quốc còn nhận lãnh thổ người khác, lãnh thổ của mình nữa. Mà bây giờ mình để yên cho Nga xâm phạm lãnh thổ của nước khác thì đâm nó kẹt. Thì Trung Quốc không nói chuyện đó. Nhưng mà ông Putin á, bây giờ ông mong Trung Quốc chút nhiều. Là vừa rồi thua ở cái trận Izum là một. Cái thứ hai nó bị đạn dược của Nga thiếu. Anh biết tập tin tức trong những ngày qua anh thấy là Nga bây giờ mua vũ khí của Iran, mua vũ khí của Bắc Hàn. Thì rõ ràng là Nga lên trên đường có liễu. Thấy không? Mặc dù Trung Quốc với Nga vẫn phối hợp với nhau để chống lại Mỹ và phương Tây. Nhưng mà Trung Quốc cũng nghĩ đến quyền lợi của mình. Cho nên ngày hôm qua người ta theo dõi, người ta thấy đó là ông Tập Cận Bình không hề nhắc đến chuyện Ukraine. Nhưng mà người ta thấy là ông Putin rõ ràng là bị đáp vế. Tức là những điều ông xin ông Tập Cận Bình, có thể Tập Cận Bình hỗ trợ về kinh tế, nhưng mà vũ khí là không. Cho đến giờ phút này Trung Quốc không hề nhắc gì đến hỗ trợ vũ khí cho Nga. Chỉ có Nga rồi mua thì kia là khác đó. Thành ra người ta lắc mắc là như vậy. Trên đường phó hội khi này đến Uzbekistan thì ông Putin gần như đạt được zero. Chỉ có toàn là những cái bản ghi nhớ này kia thôi, không có đạt được một cái gì về mặt ngoại giao. Bởi vì ông đến với tư thế là một người xâm lăng. Trung Quốc bây giờ cũng ngại ngùng, không dám đi xa hơn. Bởi vì sao? Nếu Trung Quốc mà bây giờ mà tiếp tục ủng hộ Nga hoặc công khai ủng hộ Nga thì Trung Quốc sẽ vượt lằn ranh của Mỹ. Mỹ lâu nay biết Trung Quốc mua dầu hạ của Nga, biết Trung Quốc giúp đỡ Nga, nhưng mà giúp phần nào về mặt kinh tế thì ok, nhưng mà anh giúp về quân sự, về vũ khí là có vấn đề lớn. Đó. Thành ra đó là cái Ủy ban Ngoại giao Thượng viện đó, người ta nghĩ rằng ngày hôm thứ Tư họ thông qua cái luật đó. Cũng như cái chuyện ông Biden nói là tuần tới có thể cân nhắc cái việc là cấm một số công ty của Mỹ xuất cảng sang Trung Quốc, thì rõ ràng Trung Quốc đang ở thế kẹt rồi. Anh thấy chưa? Thì ông Tập Cận Bình đó, ông không có hứa hẹn gì với ông Putin hết. Gặp kỳ này giống như xã giao đó, còn bên trong họ nói gì mình không biết, nhưng mà những gì mình quan sát bên ngoài, thứ nhất, ông Tập Cận Bình không hề nhắc tới Ukraine. Ông Putin có nhắc đến cuộc chiến, ông bảo rằng là bên Trung Quốc có quan tâm chuyện đó. Anh thấy chưa? Thành ra là người ta phân tích, người ta thấy là Trung Quốc lúc đầu giúp Nga là để chống lại Mỹ. Nhưng dần dần Trung Quốc thấy càng ngày là nếu tiếp tục giúp Nga thì không có lợi. Bởi vì Trung Quốc cũng đang cần các nước khác ủng hộ mình. Ví dụ như khối ASEAN. Đó.
họ là những nước nhỏ, họ thấy cái nước lớn mà làm chuyện đó họ đâu có hài lòng. Có điều bây giờ họ chưa nói được thôi, nhưng mà có thể trong chốn riêng tư họ nói với Trung Quốc là tụi tôi không hài lòng với chuyện Nga xâm lăng Ukraine đó. Thấy chưa? Thành ra cái chính sách mà của Trung Quốc á, cái ngày hôm qua gặp ông Putin á, thì người ta đoán là có vẻ như ông Tập Cận Bình không cam kết gì mới lạ cả đó. Và ông Putin lần đầu tiên buột miệng ra nói rằng ồ, ông đồng ý với cái chuyện là Trung Quốc quan tâm đến cuộc chiến bên Ukraine. Và cũng trong ngày hôm qua, ông Putin cũng bị một cú cũng nặng lắm, đó là gặp ông Thủ tướng Modi của Ấn Độ. À, thì ông này nói thẳng với ông Putin luôn, đây không phải thời điểm để gây chiến, đây không phải là thời điểm chiến tranh. Đó, thành ra là ông Putin thì nói là ô, ông hiểu điều đó. Nhưng ông cũng trả đũa, ông bảo là bên ông Zelensky đó, bên Ukraine đó, không chịu thương thuyết hòa bình. Đó, thành ra không có giải pháp hòa bình. Thì ông có hứa với ông Modi của Ấn Độ là sẽ làm mọi cách để chấm dứt cuộc chiến, nhưng mà nói là một chuyện. Bởi vì ngày hôm nay thì ông lại tuyên bố, ông Putin ông về, ông tuyên bố là ồ, mặc dù bị rút quân ra khỏi Izum, nhưng mà kế hoạch của Nga không thay đổi. Đó, anh thấy không? Đó, thành thử ra trở lại vấn đề là ông Putin đi gặp ông Tập Cận Bình. Kỳ này người ta mong đợi rất nhiều nhưng mà thấy không được bao nhiêu. Thì có thể nói là một chuyến đi không thành công của Putin. Thấy không? Ông rất muốn gặp ông Tập Cận Bình để nhờ bên Trung Quốc hỗ trợ mặt vũ khí hoặc những vấn đề khác. Nhưng mà Trung Quốc họ bắt đầu họ đi ăn hàng. Họ thấy rằng là nếu bây giờ họ dẫn tiếp vô nữa, họ hỗ trợ ông Nga mà về vũ khí thì có thể sẽ bị nhiều cái trừng phạt nữa của Mỹ. Mỹ chắc chắn là họ sẽ không tha cái chuyện này. Lâu nay họ ngờ thôi. Thành ra ông Tập Cận Bình ông biết cái giới hạn của ông. Ông biết cái giới hạn của ông. Và lại là gì? Ông không muốn là hứa cái gì hoặc nói một cái gì. Có thể họ nói bên trong mình không biết. Nhưng mà công khai ông không muốn làm cái gì để cho Mỹ khó chịu. Bởi vì ông đang đợi đến ngày 16 tháng 10 đại hội đảng kéo dài một tuần. Là ông có thể ông lên ngôi. Thành ra ông trong lúc này ông không có cam kết cái gì với Putin cả. Thì đó, tình hình nó là như vậy trong buổi gặp gỡ hai ông ở tại Uzbekistan ngay. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra theo nhanh thì hình ảnh giữa ông Tập và ông Putin người nào được xem là ghi điểm nhiều hơn trong lần này hay cả hai đều thất bại? À, nhìn hình ảnh thì khó đoán. Nhưng mà anh nhìn cái lời phát biểu, nghe cái lời phát biểu của Putin thì cho thấy là Putin bị thất bại. Còn ông Tập Cận Bình rõ ràng là không muốn giúp ông Putin trong cái lĩnh vực quân sự nữa. Bởi vì ông Tập Cận Bình cũng nhìn ngó Mỹ cũng như các nước châu Âu. Anh thử tưởng tượng đi, nếu ông Tập Cận Bình vượt là danh cung cấp vũ khí hay là cung cấp quân sự cho Nga thì chắc chắn là Mỹ và các nước Liên Âu sẽ phản đối và họ sẽ nhảy vô, có thể là họ cấm vận Trung Quốc luôn. Đó thì đi nó hơi xa. Nhưng mà rõ ràng Trung Quốc không muốn chọc giận những nước này. Bởi vì anh tính đi, lâu nay Trung Quốc bị kẹt. Thứ nhất là họ bị cái chính sách Zero Covid Policy. Kinh tế họ bị giảm năm nay, chắc chắn điều đó chắc chắn. Vì họ vẫn còn áp dụng chính sách Covid rất là ngặt nghèo, có thể là ngặt nghèo nhất thế giới hiện nay. Cái thứ hai nữa, vấn đề Đài Loan, nó cũng làm cho Trung Quốc bị mất mặt, nhất là đối với người dân. Bởi vì sao? Trên báo chí tuyên truyền của Trung Quốc thì lúc nào nói Trung Quốc là mạnh. Thậm chí anh nghe lâu lâu nói là ô, chúng tôi chả sợ Mỹ đâu, Mỹ mà lạc vào chúng tôi đánh. Nhưng mà qua cái vụ Đài Loan vừa rồi, người ta thấy là nhiều người Trung Quốc, người ta mong đợi là Trung Quốc kẻ phóng Đài Loan, Trung Quốc không giả. Rồi bây giờ tôi nói anh nghe, trong tương lai Mỹ tiếp tục ép, mà ép như vậy đó, có thể buộc Trung Quốc thay đổi cái chiến thuật quân sự của mình bằng cách là họ có thể là phong tỏa Đài Loan ngày đêm. Thấy không? Họ không tấn công, nhưng họ cứ cho tàu bè đi xung quanh như thế. Rồi nó bắn hỏa tiễn là tập trận giống như họ làm. Cái đó không tốn kém chứ phải không anh? Nó tốn kém bằng ngân sách, mà có thể nó không đi tới đâu luôn. Thành ra trả lại vấn đề là gì? Ông Tập Cận Bình có thể là muốn giúp ông Putin lắm, nhưng mà thấy ông Putin giờ thấy yếu và cũng không muốn đụng vô, chỉ hứa thôi, không nói gì nhiều. Bởi vì bây giờ Trung Quốc mà công khai hỗ trợ vũ khí cho Nga thì nổ lớn. Thì lúc đó là gì? Dân Trung Quốc bị ảnh hưởng. Nếu mà Trung Quốc bị cấm vận hoặc là bị làm khó, bị các nước khác làm khó thì thiệt người dân Trung Quốc. Đó. Thành ra là ông cũng rất là coi như là cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Nói chung là ông cẩn thận trong những ngày qua, không muốn nói gì để tôi đoán được. Nhưng mà ngay cả cái chuyện ông Putin nói là ông Tập Cận Bình có đề cập tới cuộc chiến tại Ukraine là thấy đó là một cái điều lạ. Rồi đúng ra thì ông Putin không nên nói chuyện đó, nhưng mà ông phải nói ra
thì có nghĩa là cũng đang bị gây sức ép. Và như tôi nói, ông cũng bị ông Thủ tướng Modi của Nhật, à xin lỗi, của Ấn Độ, đang gây sức ép với ông Putin. Thành ra, tóm tắt là gì? Ông Putin chuyến đi này bị coi là thất bại, gần như không đạt được cái gì cả. Đó là câu chuyện như vậy của ông Tập Cận Bình. Đương nhiên ông đang nghĩ đến quyền lợi của Trung Quốc, mặc dù ông và Nga cùng chung một kẻ thù là nước Mỹ. Nhưng mà khổ cái là Trung Quốc vẫn còn lệ thuộc nhiều vào Mỹ. Thế chứ, nó không như Nga. Nga là thiện chuyện khác, Nga là họ có dầu hỏa. Có khí đốt thiên nhiên thì họ sẽ bắt chẹt được Mỹ hoặc các nước khác, mà bây giờ không bắt chẹt nữa rồi. Anh thấy giá xăng nó xuống không? Đó. Rồi bây giờ đó là Na Uy, họ đầu họ sản xuất nhiều dầu và cung cấp châu Âu. Còn các nước châu Âu đó, họ đang sợ mùa đông lại lẻo biển, chứ ông Putin trừng phạt thì họ đã chuẩn bị rồi. Và bây giờ họ tiết kiệm điện tối đa. Nhưng trước với tôi kể nghe các trận đấu mà Premier League bên Anh hoặc những trận đấu giải quốc gia bây giờ là hồi trước bây giờ họ mở đèn là trước trận đấu 3 tiếng đồng hồ, thì bây giờ họ mở con tiếng hoặc là 2 tiếng rồi họ giảm đi. Thì bắt đầu dân châu Âu bắt đầu thắt lưng buộc bụng rồi. Đó. Mà nếu thắt lưng buộc bụng được như vậy thì cái thế của ông Putin nó không còn mạnh nữa. Đó. Cái thế của ông Putin nó mạnh chỉ khi nào bên các nước phương Tây bị kẹt thì nó có ông mạnh. Còn nếu không thì ông không mạnh đâu. Đang. Vâng. À, câu hỏi cuối trong đề tài này đó. À, nhiều người nhận định là ông Tập giờ phút này khi ít nhiều có thể nói là chùn bước trước Hoa Kỳ, sức ép của Hoa Kỳ và về vấn đề Đài Loan đó, là một nước đi thông minh, bởi vì Trung Quốc hiểu được rằng Hoa Kỳ đang tạo ra một cái thế kêu gọi các nước đang bủa vây cho Trung Quốc, nào là nhóm Quad, là Bộ Tứ Kim Cương, và thậm chí là muốn kéo những cái nước khác mà có gần biên giới với lại Trung Quốc ở tại Đông Nam Á nữa. Thì anh nghĩ như thế nào về nhận định đó thưa anh? Bớt thực sự ra thì bây giờ đó, Mỹ cũng ép Trung Quốc, nhưng mà ép là để Trung Quốc bớt phụ họa với Nga đi thôi. Chỉ có đó thôi. Họ giải quyết được cái đó thì họ lại có những cái vấn đề khác. Đó. Chứ còn mà thực sự ra bây giờ đó thì Trung Quốc và Mỹ rất muốn gần với nhau, rất muốn nói chuyện với nhau để giải quyết những xung đột. Nhưng nó vẫn vướng cái vụ Nga. Thành ra là Mỹ muốn Trung Quốc đừng hỗ trợ Nga nữa, để Mỹ sẽ đẩy ông Putin vào cái bàn đàm phán. Với điều kiện là gì? Quân đội Ukraine phải tiếp tục đánh như họ đã từng đánh thứ 6 tuần trước. Thì nếu mà ông Nga đó, ông bị bất lợi trên trường thì dễ đẩy ông Putin vào chỗ thương thuyết để chấm dứt cuộc chiến. Đó. Bởi vì sao? Nếu mà chấm dứt được cuộc chiến này thì Mỹ cũng đỡ tốn kém. Em biết bây giờ Mỹ đã chi hơn 15 tỷ đô la cho Ukraine rồi. Rồi châu Âu họ cũng chi, bắt đầu họ mệt mỏi rồi. Mệt mỏi rồi. Thì may sao là hôm thứ 6 vừa rồi, Ukraine họ đánh giăng quân đội Nga bỏ chạy luôn ra khỏi thành phố Izum. Thì bây giờ mới chứng minh là mấy anh đưa tiền tôi làm việc có hiệu quả. Đó, thì nó đang lấy khí thế lại cho đó. Thành thử ra là Mỹ, đây này, ngày hôm nay là ông Anthony Blinken lại tuyên bố sắp sửa là cung cấp 600 triệu đô la vũ khí cho Ukraine nữa. Thấy chưa? Nhưng mà đâu phải là cái kho tàng vô tận đâu. Họ cũng muốn có một cái giải pháp nào đó. Thì không biết giải pháp nó bao giờ đạt được. Nhưng mà hiện nay thì là có thể nói là Mỹ cương tới cái mục Ukraine. Họ không có chùn bước, họ buộc làm sao mà ông Putin phải rút ra. Và ông Putin cũng rất là lì. Nếu bây giờ mà ông rút ra khỏi Ukraine mà không có điều kiện có lợi cho ông thì mất mặt ông cua quá. Thì mà bây giờ anh muốn hòa giải gì thì phải có nói chuyện với cả ông Tổng thống Zelensky của Ukraine nữa. Nhưng mà điều đó rất khó là bởi vì sao? Trong những ngày qua ông Zelensky, ông lại có ác cảm với lại Nga. Nhất là sau khi ông đi thị sát thành phố Izum, ông phát hiện 440 cái xác chết chôn ở dưới đất. Và ngày hôm nay ông đã lên án. Ông bảo là Nga phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Anh thấy chưa? Với cái gọi là không khí như thế, nhất là sau khi mà Nga bị đẩy lùi ra khỏi Izum và Ukraine là phát hiện ra những cái mộ tập thể như thế, thì nó căng thẳng. Bây giờ căng thẳng thì khó đến đi đến hòa bình lắm. À, không lẽ bây giờ ông Putin ông ngồi xuống với ông Zelensky thì phải dân Nga nó giết ông, anh hiểu không? Thì chắc khó lắm. Mỹ bây giờ họ phải làm theo tìm cách là
cuộc chiến ở Ukraine phải có giải pháp để họ làm chuyện khác. Chứ bây giờ họ tốn kém quá, họ ngoại lắm thưa anh. Đó là cái câu mà tôi thấy như vậy thôi. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.